55 số gì ra con số gì ra số gì ra số gì ra sợ gì đây con sợ gì đây sợ gì đây cô ghé đâu sao nè phải nè này bắt vô vô còn tình còn tôi chứng 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 tôi thì ta còn tôi thì đây chỗ thì đây chờ thì đây nghe 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 đồng hội chợ nữ hoàng chạy nở là chỉ dịp thăng thanh có tài lại rất lanh là bạc thủ đồ lộ lộ hàng răng mà ngộ ngộ chính là mái chưa có cực năm gì đây con năm gì đây năm gì ra trời thông gió mà cá cắn câu quấy đuôi rồi nhau mùa đêm dẫn câu ăn nước lên có muôn gì sao năm mươi sáu là tầm trẻ cờ hơn nè giò số tiếp anh ơi trời ơi giò số tiếp cái bà ở trong đầu quý chị ơi số gì đây mấy gì đi con muốn gì em ơi
em mới nằm trong danh sách đâu mà chị bộ lên danh sách đó nha em. Bốn gì đây, bốn gì đây, con bốn gì đây, bốn gì đây, sâu đêm nghe dần dần. Bằng áo tươi xanh kinh. Rồi em xin mời anh lên đây tỷ chúng em dò dẻ lại luôn nha. Và bây giờ chúng ta cùng đến với dòng loại mới nha. Và một hai dòng loại nữa chúng ta sẽ được nhận qua một tác phẩm rất là may mắn, rất là cao của nhà tài hàng chờ BH Vlog. Và cái dòng loại phía sau là 650 27 có 1 số 2 có 2 43 có 3 54 có đủ. Và tặng bé hàng ngày 4 số còn khá giả nào nữa không à. Ký hiệu sau lưng là 650 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được trao tặng một phần chăn ga gối niệm của Edenda, một phần nước yến của nhà tài trợ, một con gấu bông Edenda Edina Tansonokasha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với dòng lời mời nhá. Mọi tờ vé trên tay vẫn là 10.000 đồng. Rồi nhanh tay lẹ tiên lên để chúng ta sẽ được đến với dòng lời mới nhá. Mọi tờ vé tương ứng vẫn là 10.000 đồng cho tờ vé dòng lời này. Ngay từ bây giờ tất cả tập thể, nhân viên, những người đẹp đang được chào mời tất cả các bác anh chị dòng lời mới, giá tiền vẫn là 10k. Và chúng ta sẽ được nhận qua đó là tặng phẩm rất là dễ thương là một con gấu bông thật là to, hoặc là được tặng kèm thêm đó là một bộ chăn ga của nhà tài trợ Arena, và một phần nước yến tài trợ nữa nha. Và bây giờ chúng ta cùng đến với một ca khúc lóng nền cho chồng loại này. Khán giả mình nhớ tranh thủ thời gian ủng hộ để chúng ta sẽ có những phần quà cầm trên tay. Chương trình ca nhạc của đêm ngày mai với chủ đề dân ca Nam Bộ ha. Và đặc biệt đêm thứ bảy gửi đến khán giả mình với những ca khúc quê hương. Và đặc biệt chủ nhật thì chúng ta sẽ được nhận qua đó với một chương trình ca nhạc đặc biệt, và kèm qua đó là một chiếc tủ lạnh rất là thông minh. Và đặc biệt trong những đêm sắp tới nữa, chúng ta sẽ được nhận qua những sản phẩm rất là cao, những chiếc iPhone Xmart được gửi đến khán giả mình. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với tiếng hát người đẹp Nhã Vi. Vâng, dòng loại này cũng là dòng loại kế tiếp, thì anh chị mình phía bên dưới cũng đừng vội bỏ về sớm ha. Chỉ còn một hai vòng nữa thôi là đến vòng loại đặc biệt. Thì sau đây Nhã Vi xin gửi lại một ca khúc mang tên Để Cho Em Khóc là gì cũng biết ạ. Rồi ai chưa vé ngồi giùm em luôn cô chú chị mình ha.